phố nó đã tràn ngập thành phố. Ý, nó có người thường. Hay, cho tao một cái súng, đừng có giết nhau nha, đừng có giết nhau nha. Ê kìa, cái nhóm bên kia các bạn, nhóm bên kia nó quất nhau kìa. Bắn chết mẹ nó, đúng rồi. Bắn nhầm đi, bắn nhầm đi. Anh sợ móc sắp bị lây nhiễm rồi các bạn ơi. Chết mẹ rồi, móc. Đi đường sao mà smog. Mẹ bị smog lên tao chở cho. Coi nè bạn. Mẹ. Ơi. Ôi. Ôi. Ăn đâu bùi. Ơi, ăn đâu bùi. Đi con. Ôi ơi ơi. Em muốn đụng vô anh zombie đâu. Đi con. Nhơi. Mẹ ơi bạn. Mà zombie này có lạ lắm bạn. Phải đụng nó quất quất mình đúng không bạn? Mình, nó phải đụng mà nó đau á, nó thật sự đau, nó quýnh mình mày. Ui ui ui. Đừng, mẹ zombie. Mẹ zombie cắn đầu lắm. Mẹ zombie cả thành phố không có chiếc xe nào luôn bạn. Zombie đã chiếm hết rồi bạn ơi. Nhơi. Ấy, còn mấy thằng đĩ này nữa. Mẹ đã zombie thành phố đây zombie không rồi mà nữa. Nó còn à. Ui. Như có người bắn zombie hả? Nó bắn mình con đĩ này. Ê mẹ. Zombie biết né luôn, mày đi lộn đường rồi, ngu. Đây có mấy chiếc xe bạn ơi. Mà trên nhớ nãy có 2 chiếc xe đâu mà ta. Mình nhớ nãy mình chạy vô có 2 chiếc xe mà đúng không? Ôi. Dơ. À, mày không mấy zombie hả mấy thằng đĩ. Ôi chết mẹ. Ôi trời. Em lỡ lộn mày. Mấy zombie nữa bạn. Trời zombie mà cũng có ngồi nữa. Chán thiệt. Chết mẹ nó. Đúng rồi. Mình phải tiêu diệt những zombie trong đây các bạn ơi. Tại sao mà bắn táo. Rồi nó tiêu diệt hết zombie rồi các bạn. Bên đây có 2 con này anh em đâu rồi. Mấy này mình sẽ lấy. Zombie này lạ lắm. Trời mấy ông cảnh sát kìa các bạn. Chết luôn. Bên kia chút chiếc xe ngon. Mình sẽ lên chiếc xe. Má zombie mà cũng có u sầu nữa. Ok mình sẽ lên. Lên. Ừ lên rồi bạn. Đâm chết mẹ nó. Ấy. Má nó bị kẹt. Mình sẽ tiêu diệt. Mày sợ mấy con đĩ. Mẹ chạy ra khỏi thành phố nè bạn ơi. Má zombie không à. Họ né mình luôn kìa. Zombie khác lạ thiệt với cức. Mày sợ. Mày zombie đỏ nữa. Đúng. Mấy ngày lạ ha. Zombie không thấy người mà người thấy zombie quất cắn chết luôn mà. Mày có bị vô lý không mấy zombie này. Đây kia không. Nó dí nó bắn cái bà đó các bạn. Mày ghê vậy. Zombie dạo này ép tiến hóa rồi bạn ơi. Đánh thì chết. Đánh chết rồi bạn. Mình sẽ đi vòng vòng gì đó. Còn nhiều người còn sống các bạn. Giống như hang này các bạn. Mày không kêu bạn ơi. Ôi. Tao đây nè. Ôi. Ôi. Ôi trời. Ôi. Ôi. Nhiều nói nhiều không mày. Đứng lên được không? Tuổi hả con. Mình sẽ ra qua mình lấy máy bay các bạn. Mình đi coi cái thành phố này nó bị gì nha bạn. Thành phố này bắt đầu rung rợn đó bạn ơi. Mờ ý trời má tụ tập kìa bạn. Thôi không chạy đâu đụng khùng với ông ngu. Mình sẽ lái vô vòng. Ý. Cảnh sát gì tầm này nữa, nó là zombie đó mấy ngày. Có nhiều nhóm nó láo lắm bạn, nó láo. Nó đi giết zombie kìa bạn. À, giờ mình sẽ lấy máy bay mình đi thôi bạn. Ok các bạn. Mình lấy máy bay này được rồi các bạn ơi. Ở đâu nhỉ? Không thấy gì luôn các bạn ơi. No. Oh shit. Sắp mặt lờ rồi các bạn. Và trong cái bệnh viện cũng có mấy con quỷ zombie đi ra nữa các bạn ơi. Máy bay. Ơi. Mẹ nó lại kiếm zombie nó quất nữa kìa các bạn. Ê. Đù ghê không? Mình kêu y cái nó ngồi xuống liền các bạn. Ê. Đúng rồi, giết nó, hộ tao cái. Giết này. Nè, giết này, hộ tao cái giết sự vậy. Mấy này giàu lắm nữa các bạn.
giờ người kiểu như là zombie luôn, gặp là giết các bạn, chứ không phải là zombie nữa. Cái nó cháy rồi, nó cháy rồi, cháy nó bớt bốc khói à. Nếu còn kê được thì phải. Máy bay mới bạn ơi, đi tránh zombie mà gặp mấy chiếc máy bay này hơi chịu luôn á. Trời ơi, mình không thấy gì luôn á, đúng là một ngày tăm tối. Các bạn ơi, bay luôn nha, không đáp xuống được đâu bạn. Thì chạy không có trình độ để đáp xuống bạn ơi. Ừ, ít nhất mình cũng đang được thăng bằng ở bạn, trốn khỏi cái thành phố zombie đó bạn. Sẽ qua thành phố khác mình kiếm sự sống rồi. Bốn tội nha. Đâu rồi? Cái thấp xuống, ừ hên quá. Mình còn một chiếc máy bay mới bạn ơi. Thấp xuống. Ok, CJ đã đáp được rồi các bạn. Ok, mình sẽ chạy lấy máy bay nào để mình đi khám phá, đi coi thành phố này nó sao bạn ơi. Nó thả dây xuống rồi bạn. Lên, ừ, hên quá, lẹ kịp bạn ơi. Mình cần đáp xuống. Thôi, hên quá bạn, mình sẽ chạy bạn ơi. Shit, mình sẽ chạy coi cái thành phố này có yên ổn không. Ừ. Trời, tao cần coi nó bên người, đấy, nó cũng có zombie bạn ơi, này luôn. Này là đồng bọn mình, nó không chịu đánh mình đâu bạn. Ê, nó khỏi cái nữa mình chết, rồi chết thiệt. Trời ơi, mấy anh thanh điển zombie này đông thế. Ê, nó lộn mày. Nó cà khịa hết thị trấn luôn mày. Mày chờ, một thằng, mày thêm hai thằng, ok. Ok, mình sẽ đi, mình cà khịa một chút xíu nữa. Đi, ôi, không dính mày. Rồi, ủa thằng này nó không có gì bạn. Gì mà zombie biết la luôn hả? La nè. Đu. Mày hai bà luôn. Đi. Trời ơi. Rồi zombie mà đánh nhau kìa các bạn. Cảnh sát nè. Cảnh sát còn bị biến rồi các bạn. Cảnh sát nó xịn hơn xíu là nó vẫn đi như mấy thằng què các bạn ơi. Mày sao? Ê, ủa, có chiếc xe nè các bạn. Trời, ngon vậy. Ok, mình sẽ clear hết cái đống trước mặt mình đó bạn. Clear, đó nó biết nhảy ra. Đứng dừng nhân mày sợ hơn mũi này. Chạy hộ tao cái.